No. Rồi thôi xong, mặt đôi đây, thả tao ra. Rồi thôi xong anh em, tôi bị nó kéo đi rồi, má con chó này. Rồi hello tất cả anh em, mình sẽ tiếp tục với tựa game Pacific Drive nha. Vừa rồi thì anh em cũng thấy tôi đã stream và tôi đã có một màn lao vào tâm bão phóng xạ cho anh em xem, rất là ngầu lòi luôn. Thì bây giờ tôi có một cái nhiệm vụ anh em, đó là mình sẽ đây take another drive. Thì cái nhiệm vụ này ý có nghĩa là nó kêu mình hãy đi mở đường đó anh em. Thì trong lúc mở đường mở map thì tôi cũng sẽ đi thu thập luôn những cái cục vàng vàng á, anh em nhớ không? Có những cái cục mà mình đi tới những cái điểm vàng vàng như bản đồ ấy. Thì bây giờ tôi mới biết đó là nguyên liệu anh em, đó là nguyên liệu tên gọi là stable energy, để mà mình có thể đem về mình học những cái này là, bây giờ tôi mới biết đó là những cái công thức mới, những cái blueprint là anh em ấy, để sau này mình có thể học thêm, mình đủ rồi á, mình học công thức xong rồi mình có thể chế ra được những cái nguyên liệu đời sau xịn sò hơn cho con xe của mình. Nói chung là đã bắt đầu tới công việc cày năng lượng cho anh em, cày đồ, cày nguyên liệu đi lượm rác để mà có thể mông má độ con xe của mình lên. Ok, nếu vậy tôi sẽ chuẩn bị một vài thứ rồi mình sẽ lên đường luôn nha anh em. Đây giờ anh em cũng thấy tôi đã lên đời cái cửa của tôi nè, steel door nè anh em, cửa bằng thép bên này. Đấy, steel panel, cả cái thanh chắn bùn cũng bằng thép luôn. Hai cánh cửa này là dễ bị hư nhất, cho nên tôi đã lên đời thép hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi luôn nha anh em, để tôi xem cái vị trí của mình sẽ đi như thế nào đây. Wow. Đâu tôi sẽ chọn cái chỗ hôm bữa tôi đi chỗ này rồi, nếu vậy tôi sẽ đi tới cái chỗ điểm này thử xem anh em. Rồi mình hãy leo lên xe nhé, trời đang mưa rất là to nha anh em. Cái này giống là một cơn mưa bão luôn ấy. Đây mình đã tới cái địa điểm đó rồi kìa anh em, và cái nhiệm vụ này nó ghi không có rõ ràng thôi, chứ thực ra thì mình cứ giống như mọi khi á anh em, là mình mở một cái cổng phóng xạ màu vàng ấy, xong mình chui vô mình trở về là sẽ xong cái nhiệm vụ này thôi. Cho nên mà nó ghi không rõ, cho nên là tôi cũng làm mình anh em mình khó hiểu ha. Nếu vậy tôi sẽ đi vòng vòng loot xong rồi mình sẽ đi tới một điểm vàng nha anh em, mình trở về là xong nhiệm vụ. Ok, nhưng mà để xem xung quanh đây có cái gì mới không. Yeah, bên chỗ này cũng sương mù không, và đằng kia là gì kia. À có một cái cột plasma anh em ơi. Wow, sao cái chỗ này nó ghê vậy. Ồ, cái điện trường ở đây mạnh quá. Thôi tôi phải đi ra khỏi đây sớm đi anh em ơi. Tôi cứ tưởng là một cái cột điện bình thường chứ. Phía trước cũng có một cái dùng phóng xạ điện tử vậy kìa anh em ơi. Ui má ơi, cái dùng này nó làm cho mình bị nhiễu sóng, anh em thấy không? Giống như vô tam giác quỷ Bermuda vậy. Bao nhiêu là cái la bàn này nọ, định hướng này nọ, nó hư mẹ hết. Mình nên tránh cái đó nha anh em, giờ biết rồi. Đừng có đi lại gần nó. Come on. Mẹ chả biết cái nào chơi, để ba cái đồ này giữa đường chạy. Cái gì thế kìa, ở chừng anh em. Thằng này mới phát hiện ra mình, nó hút xe của mình lên đấy. Kìa, giờ nó đi qua đi, mình chạy cho lẹ qua anh em. Vô duyên mất dạy. Tao đang... Ôi, cài số dây liền anh em, cài số dây liền. Nó tới. Bà cha mày, cút chỗ khác cho tao. Ok, tôi nghĩ là để tôi đánh lái cái một mà anh em. Đố anh bắt được em. Chết khô mẹ. Chạy vô ngay cái con lương mẹ, không có lối ra đây. Ờ, đúng quá. Ôi, cái gì kìa. Phía trước có... Rồi, tôi đã tới cái vùng... địa hình không ổn định rồi anh em. Tự nhiên giữa đường có một cục đất. Hình như anh em chờ tôi tí. Hình như ở đây nó là... đồ thép nè anh em. Ôi... Cái xe này là xe thép đúng không? Đúng rồi anh em. Tôi mình nên rã thép đi anh em, để mà lấy nguyên liệu về. Sau này là cần thêm thép rất là nhiều nha. Ok, và cái thùng này có gì không? Hay lắm, thêm một ít đồ nữa. Đây hết. Steel, cửa này steel luôn đúng không? Con mẹ mày, xe của anh, mày đừng có phá xe anh nha. Ok, ở đây có một cái điểm vàng nè anh em. Tôi nghĩ là chắc mình đậu xe ở gần nó luôn đi. Ra vô đi. Có gì lát nữa mình trốn mình chạy cho lẹ luôn ha. Ờ, từ từ nha, tông cây thấy bà bây giờ. Úi ơi ơi, coi chừng tông đá. Wow. Mình vẫn nằm bên đây hả ta?
Mày tại sao lại có cái dùng từ trường gì thế kia? Cẩn thận nha anh em. Hình như tôi đã vô kế bên rồi mà vẫn không thấy nó đâu hết. Mà khoan cái đã anh em, hình như là tôi có một cái máy đây. Tôi có một cái máy Anchor Radar nè. Tôi mới chế mà tôi không biết cách xài của nó. Để tôi xài thử xem. Đâu đem ra xem. À, nó sẽ scan anh em và thấy được cái vùng màu vàng kìa. Rồi tôi thấy rồi. Ok, đã biết cách xài cái này nha. Đâu nếu vậy thì để xem. Mình sẽ lấy nó luôn nha. Stable Anchor. Rồi. Come on. Ủa con xe của tôi để đâu? Mẹ, mình đậu xe đâu mình cũng không nhớ là sao anh em. Từ. Rồi để lên liền. Ok, rời khỏi đây thôi. Mời cái vùng này ghê quá. Ủa, à hóa ra mình đậu ở đây nhưng mà cái điểm mà mình dịch chuyển vô nó sẽ ở chỗ khác hả anh em? Thôi thấy con mẹ rồi, ngu phải nội. Rồi xong tự nhiên đi vô cái vùng điện trường chứ vậy? Chết cha, một bước tính toán ngu đần anh em ơi. Shit, cho tao đi ra đi bay ơi. Cho tao đi ra đi, cô mẹ mày. Rồi tôi bị kẹt rồi anh em ơi, tôi không đi đâu được hết rồi. Ồ, đây là một chiếc xe có cả gắn giáp luôn kìa anh em. Để tôi rã luôn xem có được thêm gì mới không. Ồ, đây được cái cục gì đỏ đỏ này. Thermo Sap Crystal. Ồ, tôi được một cái viên pha lê thermo gì kìa. Hay lắm, thêm một nguyên liệu mới anh em ơi. Mẹ nãy giờ chạy không lo chạy. Đâu hình như là kỳ này cái bo nó không có ra, bo nó không có rút lại sao ấy. Đây mới là cái điểm của tôi nè anh em. Ui chà, ở đây có một chiếc xe gì to lắm nè anh em. Đâu để tôi thử dừng lại xem. Ê thằng ghê mất dạy nha. Từ từ anh em, tôi phải xem thằng này có gì không. Hạt mô đo hay lắm, rã luôn. Nguyên liệu mới là lấy hết. Yeah. Ủa được cái thermo gì không? Được steam anh em. Ngon. Được một cái bánh off-road tire kìa. Hay lắm, bánh xe này để chạy địa hình anh em. Để tôi rã nó ra thử xem. Đâu được gì không? Được thêm nguyên liệu gì không? Rubber. Cái này để mình đem về sau này mình chế cũng được nè anh em. Trên này có gì để lấy không? Đâu. Ui mấy bình xăng bự quá trời nhưng mà hết xăng rồi. Operat Tide là. Để tôi tranh thủ rã luôn đi. Đúng rồi đấy. Lỡ đi phải đi phải lấy luôn. Hay lắm, tha hồ có thép về để chế con que bé. Thằng kia nó tới kìa anh em ơi. Thằng kia nó tới phải không? Chết mẹ nó đem xe của tôi đi kìa anh em. Con đi mẹ mày. Ê thằng mất dạy. Mày đem xe tao đi đâu ta? Mày đem đi bán dây chai, mày luộc xe của anh đúng không? Má nó bắn xe tôi tuốt thằng kia à. Đây là anh em. Đỡ tốn xăng của tao. Cảm ơn bạn nha. À cái nguyên liệu nằm bên đây luôn nè anh em, hay lắm, tôi sẽ tranh thủ lấy luôn. Rồi. Stable Anchor chạy liền anh em, mỗi lần mình lấy cái rút cái năng lượng này là nó sẽ rút cái bo lại sao ấy. Thực sự thì tôi chơi tới đây tôi vẫn chưa rõ lắm anh em à. Gắn vô. Hay lắm. Đúng không? Chạy khỏi đây thôi. Chạy thôi. Rồi bây giờ tôi nghĩ là mình đi về được rồi đó anh em. Đâu, địa điểm sẽ là, để tôi đánh dấu luôn. Hèn. Ok, link gateway rồi. À mỗi lần mình link vô á anh em, mỗi lần mình link á thì nó bắt đầu rồi bo nó mới kéo lại. Mẹ biết vậy lại gần rồi link á, tôi quên mất cái vụ này. Well, chạy cho lẹ. Lên số 6 luôn anh em. Mắc stock luôn. Wow, chết mẹ sao cái bo này hôm nay nó khép lệ vậy. Ê mày từ từ. Thôi chết, dùng nhiễm điện coi chừng, phải tránh cái vùng này ra. Nó làm mất thời gian của mình lắm. Rồi tôi cũng bị dính rồi anh em ơi. Ok khá ổn. Rồi chạy luôn.
xông thẳng vào chú ơi. Một chuyến đi thành công. Vèo. Ok, trở về để xem xong nhiệm vụ chưa. Cái con game này tôi thấy như... À được rồi nè anh em, tao xin lỗi mày nhé. Ô, bà cảm thấy có lỗi với mình kìa anh em. Bà nói là mém nữa bà làm mình chết anh em. Bà đã tính toán sai con mẹ già mất dạy. Ồ, trời cũng hết mưa rồi anh em, thoáng đãng thấy rõ luôn. Ok anh em, bây giờ thì cái bảng điện tử này lúc đầu trước mình không biết nó làm gì, nhưng mà thực sự thì nó cũng khá là hữu dụng anh em. Đây mình có thể coi thẳng coi cái chỗ nào nó bị hư nè. Cái nào màu xanh cứ là nó đang rất là ổn định anh em 100%. Còn màu vàng tức là nó đang bị hư hại nhẹ. Còn màu đỏ có nghĩa là phải mình sửa liền. Đấy, khỏi phải mất công đi ngó từng cái nha. Bây giờ tôi mới để ý. Xong bây giờ anh em, bà Oppy bà cho tôi một cái nhiệm vụ, đó là mình sẽ đi tới Sierra, return to Sierra anh em. Đây, cái là cái chỗ này E1 nè. Và trên đường đi là tôi sẽ phải ghé qua nhiều chỗ nha, ghé qua E5 rồi mới tới được E1. Thì cái vùng màu cam này anh em thấy không, là cái vùng đang không ổn định, cho nên là tốt nhất mình tránh xa đi. Và nhiệm vụ của tôi đó là phải đi coi như là đi sửa lại ba cái cột anten đó anh em, để mà mình có thể ổn định lại cái map. Anh em cũng biết là cái vùng xung quanh đây nó thay đổi theo cái từ trường mà anh em thấy không, cho nên là cái địa hình nó rất phức tạp. Bây giờ là mình sẽ phải làm cho nó ổn định lại thì mới biết được là cái map thật nó như thế nào. Ok, hơi dài dòng nhưng mà bây giờ hồi nãy tôi đi lượm được khá nhiều mấy cái năng lượng 2.5 nè. Bây giờ tôi sẽ xem mình có thể nâng cấp được cái gì rồi nha anh em. Đây, cái màu vàng này á thì là những cái năng lượng ổn định là anh em, stable. Xong rồi sẽ có những cái năng lượng mà nó màu đỏ là unstable. Và những cái năng lượng màu tím đó là những năng lượng đã bị hư hại, bị corrupt anh em. Ấy thì tôi nghĩ là theo cốt truyện nó sẽ mở cho mình những cái năng lượng này. Bây giờ trước tiên thì tôi nghĩ là dĩ nhiên tôi sẽ nâng cấp con xe của mình đi anh em. Đây tôi nghĩ là expansion rack là anh em, cái này là một cái để mình có thể để lên mui xe nè, cho nên tôi nghĩ là chắc để thêm đồ á, cho nên là tôi sẽ chế luôn nha. Ok, đã được anh em. Bây giờ mình sẽ để đâu đây? Đồ này chắc để trên nóc xe anh em, đúng không? What the hell? Where to put it? Side rack hả? Side tức là để kế bên. Dạ, yeah, để như thế nào? Đây anh em, nó để bên này này. Ok, nếu vậy mình đi từ bên này thì mình sẽ thường xuyên lấy bên này đúng không? Tôi sẽ để nó phía trước là đi anh em. À, phía sau đi. Lắp vô. Ok. Kẹt. Rồi sao nữa? Mình có thể để được cái gì lên không? Hình như là phải còn thiếu cái gì nữa để mở nó lên đó anh em, thì mới để thêm cái chỗ được hay sao á, tôi cũng chưa biết lắm. Ok, mình sẽ đi nghiên cứu cái khác thử xem. À, size storage đó anh em. À, mình phải có một cái thùng đồ thì mới đặt lên cái rack đó được đúng không? Ok. Rồi, nếu vậy thì mình sẽ phải chế chăng. Đâu để tôi xem anh em, size storage. Đây, tôi chế được hai cái nè, bây giờ tôi thử chế một cái xem. Ok, đâu nếu như tôi đoán đúng thì đúng là để lên đây nè anh em. Chính xác luôn, tôi sẽ... Hay lắm, và sẽ có thêm ô đồ. Ui chà, ngon lành. Yeah yeah yeah. Ok, bài toán năng lượng, bài toán dự trữ đồ đã có lời giải rồi anh em. Lúc này thì chưa cần đồ lắm đâu, tôi sẽ... Ôi trời, nó còn có cả ở trân, in the trân, còn bự hơn nữa cả anh em. Những cái storage còn bự hơn nữa, ngon lành ta. À chà, và tôi để ý có những cái công thức là nó bắt mình phải, ngoài cái nguyên liệu mình còn phải đi làm cái scan nữa là anh em. Nó kêu scan a path tower anomaly, có nghĩa là những cái vùng từ trường chữ kỳ lạ anh em, là mình sẽ phải scan luôn. Ô nào giờ tôi đi tôi bỏ không? Rồi, vậy mình nhớ nha, mình phải scan nha anh em. Tôi nghĩ kế tiếp mình sẽ học cái bánh đi anh em. Đây, cái bánh là cái chân đi của mình mà, cho nên là phải cho cái bánh xịn hơn đi, thì mới mong coi như là trốn thoát và đi được lâu. Ok, nếu vậy thì sao? Mình chế được chưa? Tôi xem Summer Tie, Spare Tie. Summer Tie là mấy cái bánh tôi đang xài mà đúng không? Spare Tie. À, tôi toàn xài Spare là những cái bánh dởm không à anh em. Đây chỉ có mà hai cái bánh
bên này thôi là summer size. Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ chế hai cái bánh, đủ bốn bánh summer size luôn đi anh em. Đâu thằng này quần thùng rác này, mày cho tao gì không? Nó không cho tôi gì nữa rồi anh em. Ok vậy thôi, tự tao chế mày, méo cần mày đâu. Summer size, ôi tôi chế được hai cái luôn nè anh em. Và thiếu gear hả? Đây scrap metal thì tôi có nhiều lắm. Steel sheet summer size chế một cái nè, hai cái nè. Ok rồi, đâu để xuống cái đã, tháo bánh ra này. Bây giờ mới thấy công việc của mấy anh thợ sửa xe cũng nặng nhọc lắm nha anh em, là phải dễ dàng mà ăn tiền của người ta. Rồi summer time nào. Cầm lên tay, đúng rồi. Rồi tháo ra luôn. Ý vậy, tháo ở dưới kìa, tháo lộn. Nói kiểu này khách bắt đền chết, vô hãng kiểu này là chết. Rồi ok, sau này sẽ lên bánh off-road nha anh em. Tôi nghĩ là chắc phải thêm cái steel đo hai bên quá. Đâu nếu vậy steel thì để tôi xem tôi học được cái steel đo chưa. À học được rồi, đúng rồi, quên, học được rồi mà. Đây nếu vậy thì tôi sẽ chế thêm hai cái đi anh em. Đâu rồi, steel đo đây, chế được hai cái này. Steel ban ở đây, chế đi. Ok, tôi sẽ gắn vô hai cái ghế sau anh em. Đâu để xem tháo cái này ra. Ủa bây giờ con xe của tôi anh em thấy không, đúng là giàu hơn hẳn rồi anh em ơi. Sinh tồn độ xe là đây, ngon. Ủa cái này là steel, à đúng rồi, steel này. Qua đây luôn. Rồi mấy cái này để thiếu nguyên liệu thì mình sẽ rã ra hết. Ngon lành. Ok. Đâu còn nếu như ghi crude headlight. Mấy cái đèn này cũng sắp hư, tôi nghĩ là crude bumper. Tôi nghĩ là cái thanh trắng phía trước là anh em chắc cũng phải thay quá. Đâu để tôi xem tôi có học được chưa. Đây steel bumper. À dạ, cái này là phải scan abductor anomaly nè. Phải scan, là phải scan cái thằng máy, cái thằng bay bay nó hút xe của tôi đó anh em. Well, rồi cũng được. Nói chung là gặp cái gì phải scan cái đó hết nha. Rồi tôi đã hết năng lượng rồi anh em. Bây giờ thì chính thức lên đường thôi. Mình sẽ chuẩn bị dọn kho một tí rồi lên đường nha. Con xe như vậy cũng khá tạm lợi anh em. À, lên đồ steel cái nhìn đẹp trai hẳn à. Đâu nếu vậy thì mình sẽ tôi sẽ đi tới cái điểm E5 đầu tiên nè. Ok rồi. Rồi mọi thứ sẵn sàng anh em, xăng xe đã đầy đủ hết rồi, full giáp luôn. Còn cái giáp phía trước này không đủ nguyên liệu thì không sao, kệ nó. Rồi bản chỉ dẫn này nọ xong hết, đồ đề máy lên. Và mình kỳ này là hình như cái nhiệm vụ nó sẽ khá là dài á anh em. Mình sẽ khá lâu để mà trở lại cái gara, cho nên phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Ai chà, tắt đèn bớt đi anh em. Chỗ bên đây nó lại sáng trưng cái này. Nhìn khá là đẹp hơn em. Ok, và để xem cái map xem. Wow, 1, 2, 3, 4. Đây, cái mục tiêu của tôi sẽ đi tới cái này nè anh em. Cái chỗ mũi tên màu cam này. Rồi trên đường đi mình cũng sẽ scan và lấy hết những thứ có thể cho anh em. Lấy luôn mấy cái nguồn năng lượng màu vàng vàng cái. Ôi chà, đây đây đây, xuống scan đi anh em. Để tôi xuống tôi scan cái. À cái này tôi đã scan rồi, chết mẹ nó hút cái xe tôi vô luôn kìa anh em. Ê mày mất giải mày, rồi thôi xong. Thôi té rồi, té thôi, đừng anh bạn ơi, đừng anh bạn ơi. Mé ai chặn cái cây giữa đường cái này. Ở ngoài đời mà giữa đường tự nhiên có cây chắn ngang là coi chừng có cướp anh em, mình mà xuống xe một cái là nó sẽ ra nó trấn lột mình, rất là nguy hiểm. Đây rồi, điểm đầu tiên. Cái chỗ này, cái chỗ map này nó cũng không có gì nhiều anh em, nhà cửa cũng vắng lắm. Rồi cuối vậy quần què nó, tôi mở lộn cửa, mở cửa kia chứ. Nào tôi quên tay lái này, tay lái thường mà đâu phải tay lái gì bên Thái Lan đâu. Tay lái nghịch tôi đem. Nào bỏ vào. Ok đóng cửa lại, mình tiếp tục lên đường nha. Cái tiếng gì vậy anh em, hình như có con gì theo dõi tôi à. Wow, mới sao chỗ này sương mù nhiều thế không biết nữa. Đây mình cứ đi theo đấy, vô cái chỗ này chỉ có mỗi một căn nhà anh em thấy không. Bỏ qua căn nhà đi, mình sẽ đi xuống đây luôn, lấy thêm hai cái nguồn năng lượng này nữa là đủ. Ok
Ê, con ạp đút to kìa. Nó kéo xe tôi đi đâu thế? Rồi thôi xong. Con chó mất dạy nha mày. Thả tao ra, ê, ra scan đó anh em. Đứng lại cho sao can coi. Tao gài hắn tay nè. Nó đâu rồi? Cho tao scan cái coi thằng mất dạy. Mẹ nó kéo tôi đi xong nó chạy qua đó à. Ok, cảm ơn bạn. Má chụp được cái hình của ảnh sao má khó thế. Má nó kéo xe tôi đi một mạch anh em. Ủa má lại thêm một đứa à, đứt to nó kìa anh em. Chết mẹ em rồi mày vô sao. Tôi nghĩ là chắc mình leo rừng luôn quá. Thử xem anh em. Lai mình băng rừng luôn, tăng thẳng qua thì cũng có thể qua được cái điểm vàng vàng luôn ấy. Chơi bệnh gì cử. Kỳ này về là tôi sẽ nâng cấp cái bánh của mình lên em. Bánh off-road để đi những cái địa hình đi đường tắt kia nè. Vượt rừng băng núi cho nó ngon. Cái cô bé đó. Đấy từ từ cũng ra thôi. Đừng có mẹ cái dốc nào nó cao quá thôi em ơi. Từ từ cũng sẽ qua. Có một con ập đất to, hai con. Và có một cái trụ điện. Rồi nó đứng canh ngay đó rồi anh em. Tôi sẽ đậu con xe xa xa một tí đi. Tôi sẽ được thì tranh thủ lấy luôn plasma anh em. Rồi tôi nghĩ đậu xe cái đây được này. Chết mẹ sao lại có cái quần quầy đó. Rồi bị vô phường hổ mang rồi. Chết mẹ bị mấy con này anh em ơi. Ui, anh ơi xe của em. Xe em anh ơi. Nó kéo xe tôi đi đâu thế này. Má xe mà giống như đồ chơi. Nó quăng quật anh em. Con chó mất dạy mày. Dạ. Ôi nó kéo tôi đi được luôn anh em. Con bé. Rồi thôi xong. Rồi thôi xong. Bắn luôn. Lỡ rồi. Phèn. Bắn luôn. Ôi cái chuyện nó bắt mình đi nữa. Ôi. Hóa ra nó bắt được cả mình anh em. Tôi tưởng là nó bắt xe thôi chứ. Ok. Giảm đi một nỗi lo. Ui. Em chạy qua đây. Em chạy qua đây. Ê vậy hình như cái cột này mình phải scan luôn đúng không? Đúng rồi, tôi chưa scan anh em. Cảm ơn bạn nha. Em đi đây, em không muốn nói nhiều. Rồi lên xe chạy liền. Mất dạy vậy mày. Chờ tao uống miếng máu nè. Rồi tao chạy nè. Chạy ngay. Mẹ, mấy con thỏ này nó báo động quá anh em. Nó báo động cho mấy con kia biết. Mẹ xong nó lại nó hút mình. Cái gì kìa? Cái gì thế kìa? Ủa? Sao tự nhiên cái dùng này nó lại... Chết mẹ dùng phóng xạ nổi vậy à? Rồi thôi xong. À tôi lấy năng lượng quá nhiều anh em. Cho nên là nó đã mở ra cái... Nó biết rồi cho nên là nó đã... Cái dùng phóng xạ nó mở ra. Thôi chết con mẹ. Ui thôi xong. Well. Thôi dừng lại đi. Bây giờ mình chỉ có đi đường chính thôi anh em. Ui. Rồi thôi xong. Má xe tôi phía trước. Phía trước nó bị tả lắm rồi. Cút ngay cho anh. Anh không có muốn chơi với mấy em. Làm miếng máu vô. Giờ ơi. Thôi chết con mẹ rồi anh em ơi. Gió bão gì thế này làm sao. Tôi chỉ muốn đi qua được cái vùng đó thôi mà tôi không có muốn về. Mà tránh ra cho má đi. Má tôi tham quá quên. Tôi lấy nhiều năng lượng quá anh em ơi. Căng. Làm thêm miếng máu nữa rồi. Hay lắm. Cho mày kéo bo luôn. Đấy bảo từ trường. À bảo từ trường nó đi qua anh em ơi. Ôi cô mẹ làm tao nãy giờ. Từ nha. Tôi đang bị nhiễu sóng điện rồi anh em ơi. Wow. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi anh em. Qua cơn bỉ cực rồi. Đã qua cơn bỉ cực. Hay lắm. Chúng thoát khỏi đây thôi. À, cái này không phải là tôi lái đâu anh em. Điện nó lái đấy. Nó lái linh tinh đó rồi. Shit. Cuối cùng qua điểm mới rồi anh em ơi.
Rồi, Town Center Sierra. Ôi chà, đây đúng là một cái thành, đúng là một cái thị trấn anh em, cho nên là nhà cửa quá trời luôn. Ok, nhiệm vụ bây giờ là sẽ đi tìm một cái vị trí obstabilizer cho anh em. Đây là cái chỗ màu xanh này đây. Ok, qua đây mưa bão thế ghê vậy. À, lên đường đi anh em ơi. Mới sợ vãi linh hồn luôn. Bây giờ thì bật cái cản lên chứ, đúng rồi. Chùi bớt cho anh bớt nhòe sương khói màn ảnh coi. Ủa, có cục gì sáng sáng đằng kia đó kìa. Một nguồn năng lượng gì đúng không anh em? Đâu, để tôi lại tôi xem thử xem. Đúng rồi anh em, hình như là mình sẽ chạy xe vô đúng không? Giống như là cái lúc mà tôi lao thẳng vô phóng xạ này. Đâu, để tôi lao thẳng vô luôn. Ok. Nào thằng kia, thằng kia nha. Nút dạ nha, anh mày lấy đồ thôi. Ai mà kiếm chuyện với mày đâu. Hay lắm, cái gì vậy? Cái gì vậy? Quần què nó chứ chả hiểu. Thôi chạy đây. Thôi đừng kéo em đi nữa. Đừng quăng quật em nữa. Đời em nó khổ rồi anh ơi. Mà hóa ra cái cục đó là cái cục tăng gia tốc của anh em. Tôi tưởng đồ ăn gì chứ. Okay, nếu vậy thì tới đây tôi sẽ phải rẽ qua phải là anh em. Má cái map nó nhỏ quá. Đúng rồi, rẽ phải cái. Ê. Mẹ con thỏ mất dạy. Ui trời 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 trời. Ui trời 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 trời. À, hóa ra là do con thỏ đó nó làm nhiễu điện của tôi. Tôi phải xuống tôi gỡ nó ra cái anh em. Ê mẹ. Nó đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày núp đâu? Cái gì kia? À. Ê thôi rồi, thôi rồi. Ui ui giời, đất ơi là giời. Cô mẹ nó heo critical luôn em ơi. Chó. Rồi xong, con xe của tôi. Con xe của tôi ơi. Đây, mẹ lúc đầu nói không xài máu quá nhiều anh em, không thèm lấy. Bây giờ thì thấy chưa? Máu không đủ mà bú luôn. Wow. Mệt quá. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại nghỉ ngơi đi em ơi. Ôi cái thằng này nó còn ở đây mà. Tôi tưởng nó đi rồi chứ. Ôi tôi tưởng nó quật mình xong rồi nó đi rồi chứ anh em. Tao đi chỗ khác đây. Trời má nó chơi nó kìa. Nó lôi mình. Nó lôi mình đi xuống dưới không rồi em ơi. Thắng lại đi. Thôi, tôi phải đi thôi anh em ơi. Má đứng đây với nó là có ngày chết. Trời, tôi đang đưa đi đâu về đâu đây. Rồi xong, bị xuống dưới dưới này luôn rồi anh em ơi. Má, con game này căng, bây giờ mới khó này. Thôi má, tao đậu xe đây luôn là mất dạy. Wow, tôi nghĩ là tôi phải cần phải sửa xe rồi anh em ơi. Tất cả đều đã bị hư. First aid kit nè, chế một ít đi anh em. Ok, bú cái. Xong sau đó sẽ phải tới repair booty. Rồi, lấy ra mà xài thôi. Má ơi, đâu để tôi xem. Má xe hư nhiều quá, chết mẹ. Engine nó lòi mẹ ra ngoài luôn anh em ơi. Má, mấy cái cửa này hơn là steel door mà còn bị vậy anh em. Nó qua đây mới cảm thấy khó nè anh em. Căng thật chứ. Nào giờ hóa ra chơi với mức độ dễ thôi mấy. Nè cái bánh của tôi nó cũng xì mẹ nó luôn rồi. Bơm lên. Ok. Nói chung là bánh hư không sao, nhưng mà bánh xì là sẽ khó chạy lắm. Chạy rất chậm nhưng mà phải bơm lên. Và cái nóc xe tôi mất mẹ nó luôn rồi. Wow. Ok. Đâu mình đi vào đây thử xem có gì không nha anh em. Coi chừng thằng này nó nổ. Á, à, lỡ xuống đây rồi ít nhất cũng phải cho tao cái đồ gì ngon chứ, đúng không? Má, à, quần què luôn không anh em ơi. Nói chung là cái này tôi thấy chỉ có mấy cái scrap metal này nọ thì mới cần thôi anh em ơi. Chứ bình thường cũng ba cái đồ vớ vẩn thì được không. Well, à, hay lắm, thêm một ít máu này. Tôi nghĩ là phải thêm một ít
Đây, bú thêm ít máu thì mới có 50% thôi. Rồi, khá ổn. Bây giờ thì làm sao đây? Mình sẽ phải trở lên lại rồi anh em ơi. Đâu xem. Nó đưa tôi xuống dưới trên này luôn mới khổ chứ. Nó bây giờ muốn đi lên thì cũng cả một vấn đề đó anh em. Đây này anh em thấy xem này. Đi ngược lên đây. Bây giờ chỉ còn cách chịu khó thôi anh em ơi. Mình đi vòng đi. Hoặc là cũng có thể tôi sẽ leo luôn. Chơi luôn đi, sợ mẹ gì. Đâu để tôi xem mình leo được không. Nó nằm ở phía trên đó lận anh em ơi. Ok, tôi đã lên đường mòn lại rồi anh em. Đúng chưa? Ok, nếu vậy thì mình có thể rút ngắn khoảng cách rồi đây. Má lại thêm cái thằng này nữa. Wow. Tránh ra coi thằng mặt nồi cho anh mình đi lên cái coi. Má cái khúc quẹo này nó đứng chắn như vậy thì sao mà quẹo. Mới còn thêm đá nó đứng kìa. Sợ mẹ gì, tôi sẽ bay qua luôn. Ui, mém tôi bị nó phát hiện rồi. Hay lắm. Qua luôn. Tuyệt vời. Tuyệt có bé đó vời. Mời cái này khúc toàn là cùi chỏ không em ơi, ghê quá. Lên luôn. Yeah. Chết mẹ, không biết có đủ xăng. Bây giờ lại tới vấn đề xăng không em ơi. Để coi còn mình còn xăng dự trữ mà. Nếu như mà còn hết bình xăng dự trữ luôn, mình hãy bắt đầu đi hút xăng xe khác nha. Mẹ cái dùng từ trường này sao nó lại nằm đây nữa. Coi chừng. Rồi hay quá. Ok, tôi đã trở lại đường đi nè anh em. Cái chỗ này hồi nãy là chỗ tôi bị nó quăng quật xuống dưới như một con chó này. Ôi chết cha, cái đèn của tôi nó bị bể rồi mà tôi quên sửa. Đi trong màn đêm thế này à. Thôi cả, để lát nữa mình dừng lại mình sửa đi nè. Dừng chỗ nào an toàn cái. Ui thôi chết tôi. Ui cái gì vậy. Ôi chạy qua luôn. Thôi chạy qua luôn đi. Piu. Hoàn thành mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi anh em ơi. Hay lắm, đã tới nơi. Rồi đây là một cái tháp anh em. Hay lắm. Ôi chà, to dữ. Rồi tôi nghĩ là mình những dừng ở đây được rồi đây. Ra xuống xe cái nào anh em. Access the tower. Things I saw. Let's just say the keeping watch. Này giống như mấy cái trạm không lưu máy bay quá anh em. Cái này sao đây? Đây cần phải có mã anh em. Ô, không biết mã bấm đại hả? À bảo Bobby phải cho mã rồi, đúng rồi. Scan the stabilizer map. Đây có cái gì scan hết đi anh em ơi. Scan có đồ gì cũng sẽ lấy hết luôn. Stabilizer map. Three sector stabilizers that'll do the job. They're not too far, so I've added the location to your route. The access road will lead you straight there once you're ready. À, tôi hiểu rồi anh em. Mình sẽ đi lấy mấy cái map đây, những cái map này là những cái map được vẽ và cái map này chắc chắn là map thật rồi anh em. Mình sẽ kiếm ba cái map này và wrap nó lại thì sẽ có được một cái map hoàn chỉnh. Và là cái map thật luôn, để mình có thể tìm cách thoát ra khỏi cái vùng đất Olympic này, cái đảo Olympic này. Ok. Exit the area via the stabilizer access road. Xong rồi hết đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi ra thoát khỏi đây đi anh em. Và mình sẽ không đi bằng cái teleport màu vàng nữa, mà sẽ đi bằng cái đường luôn. Dùng cái map mới này. Đâu để tôi xem, nó nằm đâu. À, nó đây anh em. Quần què nó sạp vải tiếp buộc hơi luôn. Xa vải nùi. Đây nếu như vậy mình có thể đi theo cái đường này. Đi đường chính đi anh em. Ok. Rồi lên đường. Thôi chừng nha. Mình mà chạy lên cái đường đó là chết. Ui chà cái thằng này. Nó đang để xem cái hướng đi của nó nha anh em. Ok mình quẹo qua đây thôi. Bye bye bạn nha, mình đi đây. Hẹn ngày không tái nhạm, không tái ngộ. Ủa, nó báo gì vậy ta?
nghe tiếng bíp bíp hình như báo hết xăng đó ta. Xăng coi chỗ nào ta. À đỏ hết rồi kìa, đúng rồi, hình như sắp hết xăng rồi đó anh em. Không sao, qua kia đi rồi đổ xăng luôn. Cái tiếng báo gì vậy ta? Xăng vẫn chạy được mà, rồi vô luôn. Ok, tôi đã qua tới cái chỗ làm nhiệm vụ rồi nè anh em. Bây giờ thì mình sẽ đi tới ba cái trụ anten để mà chỉnh hướng cho tụi nó. Và đây là gì? Đây là cái chỗ mình sẽ thoát ra khỏi đó đó anh em. Ok. Đây nó có một cái đường ống dẫn dầu nè. Và bà Oppy bà nói là tôi hãy dựa theo cái đường ống này mà cứ đi thôi anh em, thì sẽ không bị lạc đường. Ok. Điểm đầu tiên thì tôi nghĩ là tôi sẽ đi cái hướng nào ta? Wow. Đây mình đi về phía bên phải qua đi anh em. Ok ha. Ok. Chỗ này thì cái gì đây? Ô đi từ từ nha, coi chừng lật xe. Wow, wow, mẹ mới nói. Rồi thôi xong. Dính cứ ngắt đây rồi anh em, quần què nó. Ôi ôi may quá, má mém nữa là tưởng bị xa lầy ở chỗ này rồi chứ. Mẹ chả biết ai làm cái chỗ này nữa. Ok, rồi quẹo phải. Follow the pipe đây. Đi theo đường ống dẫn dầu và phía trước là cái gì? À một cục tăng tốc anh em. Đâu để tôi chơi luôn, tăng tốc cho nhanh coi. Chiu. Ui má ơi ghê quá. Thôi. Mẹ hên là tôi có cái thắng xịn nha anh em. Thắng đĩa ABS chung thôi mẹ. Cái gì nữa kìa? Mời ăn cái cục này vô chạy nhanh nhưng mà kiểu má con dao hai lưỡi quá anh em ơi. Ui coi chừng thằng đó. Nếu qua đây cứ bình tĩnh anh em, mình đừng có vội. Nếu vậy thì tôi sẽ phải đi đây, tôi phải đi qua cái đường mòn chứ đúng không? Đúng rồi. Okay, tôi đang đi đúng đường. Mấy con game này nó cứ hồi hộp kiểu gì anh em ơi. Tôi chết cô mẹ. Ôi coi chừng. Xe của tôi thì đang dẫn mức độ vàng thôi anh em, cũng chưa cần phải quá lo, chưa cần phải sửa. Ok, hình như là phía trước đúng không anh em? Nó có 7 điện cả, anten điện và cả 7 sóng điện từ nữa anh em. Wow, nếu như tôi bay thật lẹ qua nó thì tôi có bị nhiễm không? Tôi thử luôn nha, chơi luôn đi anh em. Bệnh gì cử, bay qua luôn này. Chiêu, hay lắm anh em. Được đấy. Ồ. Cái gì kìa? Má ơi, bắt đầu căng rồi đó anh em. Có một con sâu điện kìa. Nó văng 7 tùm lum hết kìa. Tôi sẽ đi qua đây. Con game này là phải từ từ. Cái con game này đúng là dành cho những ông già như tôi á anh em. Phải có tính kiên nhẫn. Wow, ok, an toàn chưa? Ê, cái gì vậy? Vậy. Ủa, nó bay vô tới đây luôn à? Má ơi, từ từ nha. Tôi đậu ngay đây cho an toàn đi anh em. Rồi. Rồi xuống. Đây làm phải nhanh lên anh em ơi. Cái gì nó cũng phải nhanh gọn lẹ hết. Từ từ gái, có đồ gì lấy không? Một cái máy vacuum á. Được á anh em. Cái máy này là một cái máy để rã đồ luôn nè. Nào giờ tôi chưa xài, để lát nữa mình xài thử nha. Ok, xong một cái. Và chỗ này nó sẽ chết mẹ, mình có 30 giây anh em. Mình có 30 giây để thoát khỏi đây. Ok, rời khỏi chỗ này thôi. Ok, điểm kế tiếp. Điểm kế tiếp. Wow, tôi nghĩ là chắc mình phải đi Ủa vậy? À quên, chưa cản tay. Tôi nghĩ là mình phải đi băng đường luôn anh em ơi. Băng xuống dưới luôn quá. Thử luôn nha. Ok, tôi nghĩ là từ từ các anh em. Ôi, gài thắng tay gái. Rồi thôi xong. Từ từ nha, hình như là má đang treo lên vách núi anh em. Ui mẹ, cái chỗ này cao quá. Đi xuống dưới đó má ăn cứt liền. Để xem tôi có cái chỗ nào mà nó lại hơn không anh em. Má đã vậy còn thêm một thằng thêm một thằng robot nó dưới nữa. Mém nữa là lao xuống rồi anh em. Tôi nghĩ là chắc mình đi lại bên kia xuống thôi đi. Ok ha. Rồi cái khúc này là phải y rồi đây, phải thắng là anh em. Ừ đúng rồi, thôi chết tôi rồi. Thôi đi xuống từ từ luôn đi. Đúng rồi, từ từ xuống luôn. Hay được đó anh em. Warning, thôi chết con mẹ. Rồi xong, tôi bị gãy cái cánh cửa bên kia rồi anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ đây. Quay cái đầu xuống. Đúng rồi. Thắng, đúng rồi, hay lắm.
Rồi anh em đi luôn đi, thằng kia nó tới bây giờ. Chết mẹ, nó sắp tới rồi. Má gặp bị nó quật là mệt lắm. Ui, thoát được rồi anh em ơi. Ui, chết 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 chết. Đây mình sẽ quẹo qua đây, hay lắm. Lát nữa sửa cái cửa sau. Hay lắm anh em ơi. Ồ, hóa ra là cái chỗ đây anh em, cái cổng dịch chuyển nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cho nên là mình sẽ đi qua cái điểm này luôn đi. Ok ha. Rồi, kéo qua cái điểm kế bên luôn đi anh em. Ồ, và hình như cái bóng đèn của tôi bị hư hả ta? À còn vẫn còn, hên quá. Đi ban đêm mà không có đèn thì sao mà đi. Đây cái chỗ này hình như là nó có một cái con hẻm nhỏ để mình có thể đi tắt qua kìa anh em. Tôi có thể đi cái hướng này để xuống đây luôn cũng được nè. Nếu vậy mình thử đi thử xem. Wow. Đúng rồi anh em, nhưng mà mình sẽ dĩ nhiên mấy cái đường tắt mình sẽ phải đối đầu với hiểm nguy. Nhưng không đi vô hiểm nguy, không còn ai đi vô hiểm nguy thì sao mà được anh em. Không còn mình ra thì còn ai nữa. Tới thôi. Ủa. Wow, tôi định đi tắt qua cái đường hẻm núi anh em, nhưng mà hóa ra nó là cái tôi tưởng là cái dốc, hóa ra là nguyên một ngọn núi nó trắng, cho nên là thôi mình cứ tiếp tục đi theo cái con đường mòn này đi. À xa nhưng mà nó an toàn ha. Ôi chà, ở phía trước có một cái bẫy tĩnh điện rồi anh em. À không, cái này là một cái bẫy mới nè anh em. Bẫy này là một cái bẫy làn khối sương mù mờ ảo gì ấy. Né ra là an toàn. Né ra cho nó chắc. Phía trước cũng có một cái nữa kìa. Ôi chà. Đây tôi nghĩ là vô cái tháp này mình bật xong rồi tôi sẽ bắt đầu sửa đi anh em, để mình đi tới cái cuối. Xe bắt đầu nó cũng tả lắm rồi. À, đổ xăng nữa nha. Sắp hết xăng luôn. Con game này nó giống như là nó siết chặt cái tinh thần của mình nha anh em. Yêu quái không có yêu quái gì đâu, chỉ là coi như tinh thần của mình có vững vững hay không thôi. Wow, nó nằm ở đâu ta? Đây tôi sẽ kiếm một cái chỗ đậu xe. Ồ, nếu vậy thì nếu như mà được mình sẽ phải đi, chích mẹ phải đi vòng anh em. Mới đường xa phải nồi cái gì đây? Cái này là gì anh em? Gateway to close là sao? À, không hiểu luôn. Cái gì vậy? Rồi thôi xong rồi anh em ơi. Bảo từ trường anh em ơi. Nó tới rồi, nó tới rồi. Từ nha. Ôi tôi chết tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ vô chỉnh nó liền đi anh em ơi. Rồi mình đi liền đi. Mẹ ơi, không có thời gian để mà chỉnh đồ luôn ấy. Có đồ ăn không? Ôi nhưng mà có đồ ăn này anh em, hay lắm. Ờ lấy ít đồ ăn đi. Well well. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nó tới nó tới. Đây chuẩn bị sửa đồ, cho nên là lấy luôn cái đồ sơn đi anh em. Ok la. Chết mẹ, nó tới nó tới nó tới nó tới nó tới nó tới. Cái gì vậy cái gì vậy? Ồ được sắc tùm lum vậy anh em. Ngon. Lấy luôn. Má tụi bay đừng có nói nữa. Anh mày đang mày dắt dò lên cổ. Má sợ thấy mẹ đây. Rồi. À, bây giờ thì đi hướng nào anh em? Ồ, không còn một cái đường nào để mình có thể đi tắt qua hết. Cho nên là chắc phải đi đúng theo cái đường mòn thôi, chứ sao vậy? Ồ, để tôi thử xem cái chỗ này mình có thể đi tắt qua không anh em. Thử nha. Tôi thấy có vẻ là lại nè, đi tắt được nè anh em. Mới ơi, con sâu điện rồi, nó vẫn đi vòng vòng rồi kìa anh em. Má mày này nó nói nhiều quá à, là mình phân tâm anh em. Ok, ngon. Ok, hay lắm, tôi đã có thể ra được đường cái rồi nè anh em. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là đây, con robot nó đang tuần tra ở đó. Đây từ đây tôi có thể thấy được cái cột anten thứ ba luôn kìa anh em. Bây giờ thì làm sao để có con lươn nào để mình có thể vượt qua không? Mấy ngồi trong xe này khó thấy quá. Ok, coi chừng nó tới. Tôi nghĩ là đây. Ok, coi chừng té. Hay lắm, hay lắm. Chỉ cần có một chỗ đây rồi anh em, con lươn nó cắt rồi. Đi ơi cái gì vậy? Rồi thôi xong, thôi xong. Nó phát hiện ra tôi rồi. Chết mẹ rồi. À cái con thỏ chó mé nó. Chạy qua luôn, coi chừng. Ô, đúng rồi. Tôi sẽ rời khỏi đây cái đã anh em. Tránh cái con robot đi ra cái đã. Mày cứ giật tao tha hồ đi con chó. Nhớ mặt tao. Ok.
đi tới một chỗ an toàn cái. Mình để lâu quá nó sẽ hút máu của mình kìa anh em. Ui chết mẹ, chỗ này cũng có điện. Thôi chết tôi rồi. Qua luôn. Không cần biết, qua luôn. Ô đây có một căn nhà hả? Tôi nghĩ là mình thôi chết tôi rồi. Bút máu vô anh em. Tôi nghĩ là mình nên dựng đây đi. Má đi xuống coi cái con chó kia đi anh em. Ao ra coi, mày cút ra cho tao coi, con chó kìa. Má mày. Mày mất dạy hả con chó? Mẹ, ôi giời ơi, em xe yêu dấu của tôi. Tôi nghĩ là tôi phải làm một tí máu thôi anh em ơi. Ok, bắt đầu để đồ lên và tôi nghĩ là chắc mình phải sửa rồi. Tôi sẽ đứng lại tôi sửa tí đi anh em. Đâu rồi? Steel panel. Ok, má ơi. Từ này nó bị nhiễm từ rồi anh em ơi. Nguy hiểm quá. Má ơi, cái cửa bên đây nó xúc mẹ nó ra luôn rồi. Ồ, đằng xa kia có một con robot kìa. May mà nó tuốt ở đó nha, nó không mò tới đây ấy. Ừ, còn gì nữa không? Tôi nghĩ là chắc để đâu để xem, tôi có đem theo nhiều lắm mà, khỏi lo đi anh em. Đấy, chuẩn bị cho những lúc như thế này này. Ui, con chết. Ui, nó tới rồi anh em ơi, con mẹ mày. Ui, thôi xong, cứu. Ôi, sửa vậy cũng được rồi. Mình đi tiếp đi anh em. Lát nữa sửa tiếp, má đứng đây nguy hiểm quá. Cũng gần tới cái gì kìa. Đâu nếu vậy mình má ơi, hướng này đi như thế nào ta? Ok, nó nằm ở trên núi rồi anh em. Vậy là mình không có leo được, cho nên chỉ còn cách là nó bắt mình phải đi đường chính thôi. Cho nên là hơi xa anh em ơi, nhưng mà chịu khó vậy. Hey, con game này quá chạy động thật chứ. Ui chà, ôi, xe nó báo hết xăng rồi anh em ơi. Má ơi, nguy hiểm quá. Mấy con game đúng tra tấn tinh thần luôn ấy. Cái gì nữa kìa, má lại gặp cái con thỏ chó này nữa anh em ơi. Nó mà bám vô xe nữa mệt quá. Mày đi chỗ khác đi. Mẹ anh mày không có thích ăn thịt thỏ đâu, mày đi rồi thôi xong, nó leo lên xe của tôi rồi. Phải xuống gỡ nó thôi anh em ơi, phải xuống gỡ nó ngay thôi. Để đây thì nguy hiểm lắm. Ăn cái két rồi. Mình mà để lâu quá là mấy cái con robot nó sẽ bu tới anh em. Má mày, cho mày vô trong kia luôn. Cút mày, mất dạy hả mày. Nó sẽ thu hút mấy con robot tới, hút anh em, nó hút luôn xe của mình. Đây, tranh thủ đã đứng lại rồi mình sẽ sửa luôn cái đèn chứ. Mấy cái đèn bên đây cũng hư, sắp hư hết rồi nè anh em. Wow, ok, steel bomber. Ok, còn gì nữa không? Sửa hết luôn. Rồi, khá ngon anh em. Đâu để tôi xem xăng còn bao nhiêu. Hồi nãy nó báo là hết xăng rồi đúng không? Nếu vậy thì đây, mình cất luôn đi anh em. Lấy xăng ra. Má ơi, cái này phải làm nhanh gọn lẹ nha, chứ không thôi là sẽ rất là mất thời gian đó anh em. Wow. Đâu, tôi có chế cái bình xăng bự mà. Đây anh em, để tôi đem nó ra và đổ xăng luôn. Hay lắm. Đấy, vừa hết xăng luôn anh em, ghê thật. Lúc nào cũng phải thủ sẵn xăng trong người hết. Đổ đầy luôn. Ok, hình như là đây hết xăng luôn rồi. Một bình bự này không đổ đầy xe được anh em ơi. Rồi, tự tin lên đường. Rồi, ok, tất cả đều đã xanh hết rồi anh em ơi. Hay lắm, lên đường thôi. Ủa chết mẹ. À quên. Còn bấm kèn thu hút tụi nó tới nữa. Chưa nổ máy mà. Đây, mình sẽ quẹo qua đây này. Mời, đi xa thật. Ôi, nó gài bẫy mình kìa anh em. Mình mà, ôi, mình xuyên qua được không? Xuyên qua luôn. Mình sẽ chạy nhanh anh em. Xuyên qua luôn nè. Chiêu, đúng rồi, coi chừng tông cây. Thôi, dần lại đi. Đúng rồi. Ok. Con game này là phải làm video dài rồi anh em ơi, chứ không có ngắn mà 30 phút hay 45 phút được.
kiểu cái cốt truyện, cái tình tiết của nó dài, khá là dài luôn ấy. Rồi tới nơi anh em ơi, bây giờ thì anh em xem này, cái điểm gateway của anh em đấy, cái cổng thoát ra nó lại nằm tuốt đằng kia. Hình như là nếu như mà mình đứng gần quá, gateway too close anh em, là nó không có cho mình đi gần hay sao ấy, bắt mình phải đi xa nữa mà. Mẹ mất dạy. Ok rồi, nếu vậy thì trong đây có đồ không, tranh thủ loot thêm một ít đồ xem. Không có đồ. Light housing, đây để tôi scan luôn. Recommend tool hand vac. À có cái máy này nè, để tôi thử luôn anh em, đào hút nó như thế nào. Ồ hút tất cả đồ vậy luôn hả, ghê vậy. Giờ không cần phải rã anh em mà là hút vô luôn hả, hay vậy. Được đấy. Rồi còn gì để mình hút không, để ra tôi hút thử xem. Storage box. Ok tôi nghĩ là rồi xong, đi luôn cho xong nhiệm vụ đi anh em ơi. Ủa gì, ủa gì, từ 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 từ. Alright, ok, rồi rồi rồi. Online rồi nha anh em. Get out of there fast. Ok, tôi nghĩ là thôi xong rồi. Tôi nghĩ là chắc phải đi xuống luôn quá anh em. Tôi sẽ đánh dấu cái chỗ này cái đã. Từ cái Link gây quét đi. Ủa tôi bấm lộn hả anh em. Thôi chết cha, bo nó kéo xuống rồi kìa. Bây giờ thì sao đây. Thôi phải đi thôi anh em chứ sao giờ. Đi thôi. Tôi nghĩ là chắc mình leo mẹ nó xuống dưới đồi luôn đi anh em ơi. Ok ha, đi luôn. Rồi thắng xe lại. Từ từ thả trôi xuống. Ui má ơi cao quá. Wow. Wow. Rồi xong, không có chỗ nào lại hết. Rồi thôi xong. Chơi luôn. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Hay lắm anh em ơi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Tôi đã xuống được rồi, tôi đã xuống được rồi. Cái gì kìa, cái gì tím tím đó kìa. Ô, mình sẽ chạy qua đó luôn, đúng rồi. Má ơi, cái bo nó rút lẹ quá anh em ơi. Bo vàng kìa. Và hình như là cái bo đỏ kìa. Cái bo đỏ là chắc chắn là chết đó anh em ơi. Cho nên là tôi phải chạy má sang cái chỗ cái quay nó xa và cái nồi thế này. Thôi chết bà rồi, đua với thời gian ra đây bơi. Cái này mà đi quẹo sai một chỗ là má chết chắc nha. Ui ui thôi 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 thôi. Ui 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 ui. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Vậy rồi, mình cứ chạy theo cái cột vàng đó anh em. Không cần phải coi map hay nhìn map gì nữa, tốn thời gian. Ừ, tôi đi có đúng không vậy trời. Nào, cứ bám đường chính mà đi thôi anh em. Má cái bò đỏ nó kéo lẹ vậy. Nè, những lúc này lại... Ê, chết nè. Gặp ngay thằng gì rồi, thằng... lúc này mà bị nó quấn vô là thấy bà luôn em ơi. Ui, 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 nó đang dí theo tôi kìa. What? No. Rồi thôi xong. Mặt đồi đầy thả tao ra. Rồi thôi xong anh em, tôi bị nó kéo đi rồi. Má con chó này. Hay lắm, hay lắm. Ôi, hên quá em ơi. Nó kéo không xa lắm. Vẫn còn. Ôi, nó vẫn dí theo tôi kìa. Mấy thằng này là vậy. Thôi, thôi, thôi xong. Mẹ nó. Ui. Tránh ra đi, em muốn đi. Nó được, hình như là ok, nó tha cho tôi đó em ơi. May quá, may quá. Hình như kịp đó em ơi, kịp ấy. Cố lên, cố lên. Mình chỉ sợ cái bo đỏ thôi. Ui, tôi chết cha cái gì đây. Dữ quá luôn. Đúng rồi. Bệnh gì cứ. Cố lên. Mới căng quá. Cảm thấy không ổn anh em ơi. Cảm thấy không ổn chút nào. Thôi tập trung anh em. Tôi sẽ tập trung chạy. Tôi sẽ tập trung chạy đi anh em ơi. Ở đây nó có một cái cùi chỏ. Ôi tôi chết. Cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Tôi sẽ băng rừng vượt suối luôn em. Môi hên quá. Cố lên. Shit. Còn có 62 máu. Làm miếng máu vô anh em. Hay lắm. Chết mẹ, tại sao nó có cái thân cây. Trời mẹ, tự nhiên nó về nó chơi nguyên cái khúc cây giữa đường. Má ơi. Từ từ nha. Và trước ngưỡng cửa thiên đường rồi đây ơi. Hay lắm. Vào đi. Hay lắm, thành công rồi đây bà. Má ơi.
Mấy em nữa là bỏ mạng nơi xứ người. Má ơi, cái nhiệm vụ này nó dài mà nó khó phải nồi luôn ấy. You may want to consider armoring up a bit. Once you cross that wall, the mid zone is another beast altogether. Ok anh em, bây giờ thì mình đã có thể có coi như là ổn định cái địa hình rồi, mình đã có thể tìm được để đi vô cái vùng gọi là vùng mid zone ở bên trong bức tường anh em, thì bên trong đó sẽ còn ghê gớm hơn. Bà Oppy bà kêu tôi là hãy coi như là mong má xe của mình lên anh em, là phải trang bị áo giáp cho xe của mình đi. Ok anh em, tôi nghĩ là tầm này dừng đi ha, coi như là mọi chuyện còn tiến triển tiếp nha anh em. Một con game rất hay nhưng mà chơi nó cũng khá tốn thời gian. Để xem tôi có chơi được hết không nha anh em. Rồi hẹn gặp anh em ở những tập sau nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.